Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học môn giáo dục sinh lý. Chủ đề của bài học hôm nay là cô ấy đang cứu sống cả một thế hệ. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu nắm được phụ nữ vài phút trong một ngày sẽ giúp đàn ông tăng thêm 5 năm tuổi thọ. Các nhà khoa học người Đức đã nghiên cứu và đưa ra nhận định rằng nếu đàn ông nắm được phụ nữ thì sức khỏe của họ sẽ tốt hơn, đồng thời tuổi thọ của họ sẽ kéo dài thêm. Theo họ thì việc làm này giống như là một thói quen lành mạnh và có lợi ích như một chương trình tập thể dục. Và việc nắm được phụ nữ có thể giúp cho người đàn ông tăng thêm 5 năm tuổi thọ. Phụ nữ mặc áo khoác chật hơn 12 giờ mỗi ngày sẽ có nguy cơ phát triển bệnh ung thư vú cao hơn những người thường mặc áo cổ rộng. Theo viện nghiên cứu của các chuyên gia ở Bệnh viện Văn Minh Khoa Hoài, Mỹ cho thấy vì nếu mặc áo ngực quá chật thì hai đầu ngực sẽ bị ép trong một thời gian dài, như vậy sẽ kích thích sự phát triển bất thường của các tế bào vú. Và tôi nghĩ không nên mặc áo ngực thì càng tốt.